Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái và kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức festival múa sạp với chủ đề rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Theo đó, mỗi xã phường lựa chọn một đội sạp xuất sắc tiêu biểu tham gia thi cấp thành phố, đảm bảo tối thiểu 20 diễn viên thực hiện thi trình diễn múa sạp trong thời gian kéo dài từ 5 đến 7 phút. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 9 đội có phần thi xuất sắc vào vòng chung kết. Chương trình đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tại khu vực quảng trường 19 tháng 8, đường Điện Biên và phố đi bộ Hào Kha km 5. Festival hứa hẹn mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc, phong phú, đa dạng các nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách trong hành trình khám phá du lịch tại thành phố Yên Bái.